Thì hôm nay con tự Thái Bình Dương sẽ hướng dẫn cho anh thì cách hiệu chỉnh đầu con kỹ thuật số MKAD01. Thì đầu tiên anh chị mở con lên giùm em. Rồi sau khi con đã về không thì anh chị ở đằng sau cái đầu con nó có một cái nắp đây, em sẽ cho anh chị xem. Đó, anh chị thấy cái nắp hình tam giác này không? Anh chị mở ra, mở cái nắp hình tam giác đó ra, ở trong nó sẽ có một cái zoom, thì anh chị chọt vào một cái, nhấn vào một cái nó kêu cái tích, rồi anh chị sẽ tiến hành can clip. Anh chị đợi em tí em mở cái nắp đó ra ha. Đây nha anh chị, nó tùy theo cái option anh chị, thì nó có cái đầu thì nó sẽ có một cái zoom nhấn, còn cái đầu như em ở đây là nó là cái zoom gạt. Chị đợi em tí. Đây này, cái nó là cái zoom gạt, anh chị thấy gạt qua lại, gạt qua bên này nó sẽ là mở zoom này. Khi mà mình mở zoom được thì mình mở zoom xong rồi mình mới can clip được. Rồi sau khi anh chị đã nhấn zoom hoặc là gạt zoom rồi thì mình cho xe xuống nha. Ở đây là cái này là ví dụ đây là cái bàn cân của mình, thì anh chị cho xe xuống hoặc là cho tải xuống, mình không có để gì trên cân hết. Mình tiến hành mình nhấn phím số 9 nè, phím chữ C L chữ Can nè, nhập vô một dãy số 8, 6 số 8. Rồi anh chị nhấn Enter. Cái E này là cái bước nhảy. Thì con nếu mà con xe tải con lớn đó, thì thường thường là bước nhảy 10 kg, thì ở đây là em sẽ xếp bước nhảy 10 kg. Anh chị nhấn số 10, nhấn Enter. DC là cái số thập phân, 10 kg thì DC bằng 0 nha, nhấn Enter. Cái bước này anh chị bỏ qua, nhấn Enter tiếp. Cái filter là cái độ nhạy, thì anh chị đỡ mặc định luôn, anh chị nhấn Enter. Đây là cái tải mát ở đây, ví dụ như em cài là 80 tấn, con của chị ví dụ cân này là cân anh chị là 18 m, thì em sẽ cài 80 tấn. Rồi anh chị nhấn Enter. Bước này là bước cân lấy điểm zero, thì anh chị không có để gì lên cân hết. Đây là ví dụ cái bàn cân của em thì em sẽ không để gì lên cân hết. Anh chị nhấn zero, em nhấn Enter để cho con lấy điểm zero. Rồi sau khi con lấy điểm zero xong thì anh chị sẽ nhập cái số tải cân vô. Ví dụ anh chị dùng một cái chiếc xe để anh chị làm chuẩn hay là anh chị có quả chuẩn, thì anh chị nhập vô. Ở đây là ví dụ anh nhập vô là 5 tấn, em sẽ can clip bằng 5 tấn. Đây, rồi sau khi anh chị nhấn cái tải can xong rồi, anh chị tiến hành cho xe hoặc là cho tải chuẩn lên. Đây, em sẽ cho cái quả chuẩn 5 kg lên. Đây là ví dụ là 5 tấn nha. Rồi sau khi anh chị đã cho xe hoặc là tải chuẩn lên bàn cân xong rồi, thì anh chị đợi cái đèn stable này nó sáng, đợi trong vòng khoảng 20 giây thì con nó ổn định xong rồi, nó hết lắc rồi á, ổn định thì anh chị nhấn phím Enter để xác nhận cái tải can. Rồi ok xong, thì anh chị sẽ cho xe hoặc là lấy tải can xuống để con thử con nó về không không. Đó, con về không xong anh chị bỏ lên lại. Con chênh lệch trong vòng 1D trên dưới 1D là ok nha anh chị. Ở đây là con 5 tấn 10 kg, là trên dưới 5 tấn 10 kg, trong vòng 10 kg là ok. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi video ạ.